Nhã Phương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cà phê Tech buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi gặp gỡ những vị khách mời để cùng tìm hiểu những thông tin về công nghệ vô cùng thú vị xung quanh cuộc sống của họ. Em chào chị, em là Nhã Phương đến từ chương trình Cà phê Tech. Thì ngày hôm nay như đã hẹn thì em đến để tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm bổ sung dinh dưỡng và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Thật ra đây là những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Mình có hai bộ sản phẩm. Bộ sản phẩm đầu tiên đó là sức khỏe toàn diện, thì nó được chứa đựng cái công thức phát triển từ Thụy Điển, bổ sung cho chúng ta một cái hàm lượng đạm, chất xơ cũng như là những vitamin khoáng chất khác từ tự nhiên, thì nó sẽ làm cho cơ thể tăng cường đề kháng và hệ miễn dịch. Bộ sản phẩm thứ hai đó là sắc diện rạng rỡ, tập trung vào việc làm đẹp và làm đẹp cho làn da từ sâu bên trong cơ thể. Trong bộ sản phẩm này thì bao gồm có nhiều sản phẩm kết hợp với nhau, tuy nhiên là có một cái sản phẩm đặc biệt nhất mà chị muốn giới thiệu đến hơn. Thì đây là một sản phẩm chứa đựng công nghệ Ceramoside, bên cạnh đó còn có chiết xuất từ dâu lingonberry, vitamin C và vitamin B3. Nó sẽ giúp cho làn da của chúng ta cung cấp cái độ ẩm từ sâu bên trong và đồng thời thì tổng hợp những cái collagen làm cho làn da của mình trở nên trẻ trung rạng rỡ hơn. Quả là khi mà có công nghệ áp dụng vào những cái sản phẩm như thế này thì sẽ giúp cho nó tăng hiệu quả hơn và tiện ích hơn cho mình. Còn như vậy thì mình được bao nhiêu gói chị ạ? 15 gói, tại vì cái này là mình sẽ sử dụng trong 15 ngày, bởi vì công nghệ Ceramoside đã được chứng minh là sẽ có những cái hiệu quả rất là tốt. 15 ngày, đây là một cái công nghệ độc quyền á. Bây giờ em sẽ uống thử nha. Em thấy nó rất là dễ uống á, tại nó có một cái vị ngọt tự nhiên. Sản phẩm này của mình rất là tiện lợi để sử dụng, mình có thể kết hợp được với các phương pháp làm đẹp khác. Và Nhã Phương cũng có biết được đã là mình trích phần trăm doanh thu của sản phẩm này để đóng góp vào cho đội ngũ y bác sĩ trong mùa dịch Covid này, đúng không ạ? Là khi mà mình mua một bộ sản phẩm tác diện rạng rỡ thì mình sẽ đóng góp 20.000 để hỗ trợ các y bác sĩ trong cái việc phòng chống dịch Covid. Quả là một nghĩa cử rất là tốt đẹp. Xin cảm ơn chị Tú đã dành thời gian trò chuyện cùng với Nhã Phương và Cafe Tech trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.